làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Chàng trai trẻ này đã dùng cả một cục xương để dạy họ một bài học. Như mọi người đều biết, người Hàn thường thích ăn mì không, nhưng nếu thực sự đưa cho họ một tô có cả xương và thịt bò, chắc chắn họ cũng sẽ không từ chối. Cửa hàng nhỏ này cũng vậy, không bao giờ keo kiệt với thịt. Anh ấy mỗi ngày đều phải đặt hàng trăm ký xương, một phần được dùng trực tiếp để nấu canh, sau đó thêm một gói gia vị đã chuẩn bị sẵn. Sau khi đun sôi lửa lớn liên tục, còn phải tiếp tục làm giàu hương vị nước dùng, dùng nước tương lão chất để tạo màu đen cho canh xương. Lo lắng hương vị xương không đủ đậm đà, anh ấy còn phải rửa thêm vài miếng xương lớn có gân, bổ sung vào nồi, đợi vài giờ sau. Sau đó có thể lọc canh xương qua rổ, điều còn lại là toàn bộ tinh chất, di chuyển lên bếp sẵn sàng dùng bất cứ lúc nào. Còn về những cánh xương nhiều thịt này, cần phải lột từng sợi để loại bỏ mỡ bề mặt, để đảm bảo hương vị tốt nhất khi luộc. Ngoài cánh xương ra, anh ấy còn mua thêm một lô thịt bắp chân bò, cần rửa sạch với nguồn nước chảy. Sau đó hòa vào một cái ống lớn cực kỳ, đậy kín nắp và đặt vào một cái nồi khác, bắt đầu luộc ngay. Trong quá trình đó, cần hớt bỏ bọt nổi lên, chờ đến khi cánh xương luộc hoàn toàn rời xương thì có thể lấy ra. Khi thịt bắp chân bò nguội, bắt đầu cắt thành từng lát thịt dày. Đầu tiên xử lý một nguyên liệu trong bát mì, điều còn lại là một số loại rau sống, mầm đậu không thể thiếu. Dường như người Hàn Quốc có sự ám ảnh với mầm đậu, bất kể ăn gì cũng không thể thiếu nó. Tiếp tục lấy ra một bó măng tây, nhanh chóng thái nhỏ nó, kỹ thuật cắt rất tinh tế, trông giống như hành tây, ngâm trong nước để loại bỏ vị đắng của tỏi. Sau đó có thể đóng hộp để dành. Bốn cái rổ lần lượt cho vào lượng bột gạo bằng nhau, chuẩn bị sẵn tô bên cạnh. Thời gian luộc bột gạo không nên quá lâu. Khi mềm, rửa sạch bằng nước chảy, đổ vào tô làm đáy. Và những xương sườn đã được ướp cần đun nóng trong nước dùng. Đầu tiên cho vài lôi đậu giá vào tô, sau đó mỗi phần bột gạo đi kèm 3 miếng thịt bắp bò, thêm 2 miếng thịt có xương và sợi thịt, đổ đầy nước dùng sôi. Vì sử dụng đậu giá sống cần ngâm qua nước dùng sôi vài lần. Cuối cùng thêm một miếng xương sườn nặng nề. Đây chính là cách làm một tô phở xương bò cấp cao. So với mì trứng nước dùng, mì này mạnh mẽ hơn nhiều. Trước khi phục vụ, mỗi tô được trang trí với một ít hành tây và một ít măng tây. Một phần như vậy bán cho bạn với giá 16,000 won, thực sự không quá đáng phải không? Nhiều khách quen cho biết đã đến nhà anh ấy ăn, chứ bao giờ là chỉ ăn mì để no bụng. Chỉ với thịt bò này thôi cũng đủ rồi. Vậy bạn ở trước màn hình đó, bạn cảm thấy tô mì sườn này thế nào?